Mỹ Lệ xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của đài truyền hình VBS trên băng tần 57.6. Kính thưa quý vị, đây là chương trình Y khoa phục vụ đời sống hàng tuần do bác sĩ Kevin Mai bảo trợ. Bác sĩ Kevin Mai tốt nghiệp y khoa tại Hoa Kỳ, hiện đang có hai phòng mạch, một ở Garden Grove và một ở Santa Ana. Mọi đóng góp ý kiến của quý vị cũng như mọi thắc mắc trong đời sống hàng ngày liên quan đến y khoa thì xin quý vị cứ gọi về số 714-332-1069. Xin bác sĩ Kevin Mai gửi lời chào đến tất cả quý vị. Vâng, xin chào quý vị. Tôi thì cũng có một cái vài feedback vừa rồi, tức là góp ý đó. Có vài nói là sang cái chương trình về ung thư vừa rồi rất là hay. Nói cho một cách cho người ta biết được thế nào là để phòng bệnh những ung thư và có bao nhiêu loại và những câu hỏi liên quan tới dược thảo, cách chữa bệnh. Một lần nữa xin nhắc quý vị nghe rõ là tất cả các thuốc dược thảo đó, nhiều đôi khi người ta dùng với chữ là FDA approved. Nhưng mà dược thảo thì thường là hầu như tôi chưa thấy cái dược thảo mà được FDA approved, tức là được FDA chuẩn thuận đó quý vị. Là cơ quan chức thức ăn và thực phẩm của Hoa Kỳ chấp thuận thì tôi chưa giờ thấy. Nhưng mà họ quảng cáo mà quý vị, quảng cáo chưa chắc nó là sự thật. Và có một bác như vậy đem tới luôn cả cái phone đó, chụp ảnh đồ nói nè, đây là cái số phone ráo đám, người ta nói như vậy làm sao mà được. Kêu rồi quý vị cũng biết rồi, thì người ta nói nhưng mà trong những cái bottle, những cái lọ đó ở dưới nó có hàng chữ rất là nhỏ, là nó lại đề là sản phẩm này chưa được sự chứng thực của FDA, cũng chưa được thử nghiệm đánh giá, làm trắc nghiệm, làm thử nghiệm. Cho nên quý vị chú ý những cái điều đó, tức là người ta nói là chuyện khác, còn ở trong cái tem mà dán trong cái lọ thuốc lại ngược lại. Và tất cả thuốc dược thảo thường hiếm khi, tôi chưa giờ thấy luôn, là có cái sự nghiên cứu để được FDA chuẩn thuận. FDA chỉ đồng ý những cái thuốc đó được quyền uống thôi. Tốt thì không tốt, tốt thì thôi, nhưng mà được cấp để mà chuẩn thuận giống như thuốc tây thì không có. Và bắt đầu vào những câu hỏi đi. Bữa nay có rất nhiều câu hỏi về da nha quý vị, cho nên tôi dành một lượng lớn để nói về da cho quý vị nghe. Thì thưa tất cả quý vị, theo như quý vị gửi về cho văn phòng bác sĩ rất là nhiều câu hỏi, và Lệ biên tập ra những cái câu hỏi theo một cái chủ đề về da để mà bác sĩ trả lời với quý vị cho nó liền mạch và nó cũng thông suốt, để tất cả quý vị những cái gì thắc mắc của quý vị đó thì quý vị sẽ được hiểu thấu đáo hơn ha. Thì đầu tiên một câu hỏi là bệnh vẩy nến là gì, biểu hiện của bệnh vẩy nến nó như thế nào, và có thể chữa trị dứt điểm được không? Quý vị, một trong những căn bệnh da mà rất là phổ biến cho chúng ta, người ta rất phổ biến, tức là ngày nào tôi cũng có người bị tới hỏi, tới khám bệnh về cái bệnh này. Nghe quý vị, tức là bệnh vẩy nến. Nói thì khó, diễn tả thì nó khó, nhưng mà chiếu ảnh đó, chiếu hình đó, quý vị, nhiều quý vị ngồi đang coi tivi, tôi đã có vài quý vị đã có những cái bệnh này. Bây giờ thứ nhất là quý vị chiếu giùm cho nó nổi những cái mảng đỏ lên dày, và nó nhiều lúc nó có cái miếng vải bạc, nó miếng vải bạc này quý vị, nó không có ngứa lắm, nó chỉ khó chịu, hơi ngứa chút nhưng mà không ngứa lắm. Đặc điểm của nó là không có ngứa lắm nha quý vị. Ngứa chút xíu thôi mà nó nhìn giống như là ngứa lắm. Đúng rồi, ngứa nhìn dễ sợ lắm, ngứa nóng. Đây là một bệnh nhân của tôi. Tôi vừa chụp cách đây không lâu, vài ngày trước thôi. Rồi đó. Rồi một bệnh nhân nữa, vợ cái cùi chỏ, nó thường ở cùi chỏ, đầu gối và trên tóc nữa. Đây là những cái người trên tóc nha, cái chữ psoriasis, tức là chữ tiếng Mỹ, lấy cái chữ từ vải nến. Quý vị thấy nhiều người dễ sợ không? Mà may nó ở trong người nữa. Rồi cái ngón tay á quý vị, nó cũng ảnh hưởng, người ta tưởng là nấm nhưng mà không phải nấm. Những người vải nến nó thường cái ngón tay nó bị lủng lỗ như vậy, nó gọi là pitted nail á, trong tiếng Mỹ đó. Quay cái này, cho nên nhiều người cứ chữa hoài nấm mà không hết, tại ra nó là do vải nến nó gây ra. Nó chia ra từ cái nặng cho tới cái nhẹ. Những cái người như hai người bệnh nhân của tôi
bị như vậy khá nhẹ, chỉ có một vùng này thôi. Người ta thì bị cùi chỏ, thì ta dùng thuốc bôi, thuốc nó gọi là corticosteroid, bôi lên một ngày 2 lần. Cái loại ở lưng này thì dùng cái loại mạnh hơn, cái loại mỡ luôn, để cho bôi cho nó mạnh, mometasone hoặc clobetasone ointment, bôi một lần 2 lần thì trong vòng 1-2 tuần nó sẽ hết. Nhưng mà hết rồi nó hết hẳn không quý vị? Không. Lý do là nó trong máu mình, là nó phải là gan, nhưng mà trong máu cái hệ thống miễn nhiễm của chúng ta nó tấn công cái da của chúng ta, nó tưởng da của chúng ta là kẻ thù. Nhờ tôi nói đùa là phe mình đánh phe ta, nó không lây lan, nó không phải nhiễm trùng. Quý vị có thể rờ mấy cái này mà không có cần nó dính vô tay gì, hoặc là lây cho quý vị dễ đừng. Và lúc mà bị stress hay là bị cái gì đó mất ngủ đó, nó thường nổi ra nhiều hơn. Mà cái đặc điểm những người này mà đi tắm biển phơi nắng nó lại nặng hơn. Tức là chúng ta có thể chữa bằng cách phototherapy, tức là dùng ánh sáng mặt trời, dùng những cái tia, có những cái trước đây người ta chữa, người ta lập ra một cái phòng, người ta đời vô cái mình ta chiếu cái ánh sáng vào những cái vùng này thì nó cũng lặn đi. Rồi ngoài chuyện bôi kem, có những người nặng lắm quý vị, có người bị phong thấp luôn, khớp luôn, nó ảnh hưởng tới khớp, ảnh hưởng tới móng tay, không những da nữa, phong thấp, thì chúng ta phải bắt buộc phải uống những cái thuốc mạnh hơn. Và đôi khi phải uống những cái thuốc suppression như methotrexate, hoặc là chích những thuốc như là Enbrel hay Remicade, có thuốc chích nữa quý vị. Thuốc chích thì rất là hữu hiệu, chích vô là thấy da nó láng lại, trẻ đẹp liền, nhưng mà một thời gian sau nó có thể quay trở lại. Có một số ít người chữa bằng phương pháp này mà tôi thấy Việt Nam thường chữa, tức là cho cái uống rồi lại uống prednisone hay là desa đó, desamethasone, uống desa hay prednisone đó thì nó đã lắm, nó lặn nhanh lắm quý vị. Nhưng ở bên Mỹ người ta cấm không cho xài như vậy. Lý do tại sao? Nó mà xảy ra lại nó xảy nặng hơn. Tức là mình tạm thời uống nó khỏi, nhưng mà lần sau nó tái phát là nó phải tác nặng hơn lần đầu nữa. Thì ở bên Mỹ người ta không cho xài uống prednisone, xoa thì được. Còn muốn uống thì uống những cái thuốc khác như methotrexate hay là những thuốc cyclosporine để mà chặn cái hệ thống miễn nhiễm của chúng ta. Và quý vị phải tới gặp bác sĩ da cũng được, hoặc bác sĩ quen thuộc, tôi cũng bác sĩ nội khoa, tôi cũng khám chữa này quen rồi. Cho nên thì bác sĩ chuyên khoa thì thường đi khó khăn, quý vị cũng biết là nhiều lúc làm hạn 3 tháng mới có hạn. Thì tới giờ chúng ta chỉ cần cho kem dầu từng chừng để bôi cho nó hết. Rồi đôi khi những cái người nặng hơn nữa thì phải gửi qua bác sĩ chuyên khoa để mà cho những thuốc chích hoặc là thuốc uống mạnh hơn. Tôi cũng cho được những một loại cái thuốc uống nha quý vị. Cái này là nhiều lắm quý vị, tức là người ta tính ra cứ 8 người thì có thể một người bị đấy. Nó khá phổ biến. Nhưng mà cái này thì chỉ có một người khách hàng á, họ cũng bị cái này toàn thân luôn bác sĩ. Đang. Toàn thân luôn đó. Dạ, có một người, một bệnh nhân, và hiện giờ vẫn là bệnh nhân mình, tôi coi từ lúc mà làm cho Mỹ Bristol Bạc, tức là tổng cộng gần cả 17-18 năm rồi. Rất là trẻ, quá đẹp, cổ nói khổ lắm. Cổ phải tắm rửa rất là lâu, khoảng mắc 3-4 tiếng đồng hồ tắm mà quý vị. Để làm gì không? Tắm xong rồi phải đi xoa thuốc, cổ không muốn uống, cổ muốn xoa thôi, mà có rất là nhiều. Thì cổ phải tắm cho sạch, rửa lại, gỡ cái vải nó ra, xong bắt đầu mới xoa thuốc từ từ, thì cái vết đó nó mới lành, cái da nó mới láng lại được. Còn không nó sần sụi, không dám đi ra đường luôn. Tại vì cái chúng ta nhìn cái cảnh đó đi, chúng ta nhìn cái da này là chúng ta nhảy, chúng ta đâu dám đụng gần người đó đâu. Nhất là những người không biết đó, quý vị tưởng tượng nhìn một cái người cái da như vậy thì làm sao mà dám tưởng là người này chắc là có bệnh gì, phong cùi ghẻ lở gì, chết đi được đó không? Thì nó gây ra cái mặc cảm rất là lớn, không dám ra đường. Cho nên chúng ta cần gặp bác sĩ để chữa trị, chữa được quý vị, chữa được rất là thành công. Ngay cả những cái người da như vậy đi mà chỉ cần uống viên thuốc chừng độ khoảng tuần có thấy trẻ da láng lại giống như da con gái liền, quý vị. Nhưng mà tôi nói là cái này không có chữa dứt nghe quý vị. Kiểm soát nó một thời gian thôi, rồi lúc mà nó stress thì chúng ta có thể bị lại, và chúng ta có thể uống hay chích, hay là chúng ta như người phải xài thuốc gọi như là suốt đời.
có một số trường hợp phải xài thuốc ngừng là nó nổi lên lại. Vậy. Thật giả là nó có thể là nó bớt ở điểm này, nhưng mà nó lại nổi ở điểm khác. Nó nổi cái điểm khác, lúc nó nổi cùi chỏ, có nhiều người bị nhẹ đó, họ cũng không chữa luôn. Lâu lâu mình thấy ló cùi chỏ, lâu lâu mình lấy cái trụ đặc thì mình cho vài thuốc kem người ta bôi. Lâu lâu nó ở trên cái da đầu, rồi cái đầu gối. Cho những cái người này mà gặp nhau tôi thường khám cái đầu gối, cái da đầu liền. Là những cái địa điểm đầu gối, cùi chỏ, da đầu là những nơi thường xảy ra. Và tiếp tới thì cũng một câu hỏi về da. Thưa bác sĩ, người nhà tôi bị nổi mụn như nước, sau đó chuyển thành mủ rồi vỡ ra và đến giờ thành sẹo. Trong thời gian đó thì người sốt nhẹ và đau rát phần nổi mụn nước. Như vậy có phải là bị zona không? Và có thể tái phát hay lây lan không? Vâng, nghe kể là cái đây là một cái kê nói như vậy là bệnh zona. Chắc rồi đó. Chắc luôn á. Chắc luôn rồi. Zona là các bạn quý vị thấy đau khổ lắm. Nó không giết người, nó không chết. Mà đau đớn lắm. Đau lắm bác sĩ. Nó rát, nó bỏng, nó hành không ngủ được. Quý vị càng lớn tuổi càng dễ bị. Mà những người lớn tuổi á, khi mà bị á, thì cái hậu zona nó nhiều lắm. Hậu zona tức là nó sau khi nó lành da không thấy gì hết mà nó vẫn bóc, nó vẫn rát bỏng, có người bị 2-3 năm chưa hết. Cái lý do là xài sao không, cái nguyên nhân là tại sao? Cái con này là nó từ xa xưa á, lúc mà chúng ta còn nhỏ chúng ta bị sởi gà chicken pox á, nó nổi lần đầu tiên nó gọi là chicken pox, nó sốt, nó nổi mụn đỏ rặn đầy người, sau đó nó hết đi, tại vì nhưng mà nó không có chết. Cái con này nó chui vô cái dây thần kinh ở cái cột sống của ta, nó ở, nó sống đó, nó nằm, nó ngủ. Nếu mà chúng ta hệ thống miễn nhiễm yếu hoặc là chúng ta mất ngủ, ăn uống không đầy đủ, lao lực quá thì nó lại bung ra. Cái hệ thống miễn nhiễm của ta là người giữ cho nó trong tù, bây giờ yếu đi thì nó bung ra. Mà lần này nó không bung ra cả người mà nó thường bung ra một bên, quý vị thấy giống như cái ảnh này đi. Nó đi ra ngoài cái da, nó tàn phá những dây thần kinh ở ngoài da, cho nên nó bỏng, nó rát, giống như chúng ta bị bỏng, chúng ta bị ai đốt cái chỗ vùng đó. Sau đó nó hết. Người chúng ta mà uống thuốc thì nó hết nhanh hơn, không uống thuốc thì nó hết chậm hơn và dễ lại hậu chứng nhiều hơn. Cho nên bị cái này sớm là phải đi uống thuốc liền, gặp bác sĩ đi uống liền để cho nó lành nhanh và để đỡ bị hậu chứng. Nhưng mà có một cái tin tốt nữa là hiện giờ có thuốc vaccine. Trước đây có vaccine rồi, nhưng mà không thành công lắm. Bây giờ quý vị có hai loại, có loại vaccine mới hữu hiệu tới 70-80% để chích hai mũi khác nhau. Cái câu hỏi là quý vị thường hỏi là thứ nhất tôi bị rồi tôi có cần chích ngừa hay không. Thông thường thì vaccine người ta bị rồi không chích nữa, nhưng mà cái loại này bị rồi vẫn nên chích ngừa quý vị. Bị rồi tức là xa xưa 2-3 năm trước bị rồi, chúng ta chích, đang bị thì đừng có chích, nó hành lắm. Cái vaccine này có thể làm cho quý vị mỏi mệt sốt căng cả tuần vậy. Mà chích hai lần, mỗi lần cách nhau khoảng 2 tháng. Nhưng quý vị ráng chích đi để mà nó ít tái phát là hơn, nó không có giết được. Nhưng mà khi người ta chú ý người chích đó, là cái hệ thống miễn nhiễm của ta mạnh hơn, kháng thể là mạnh hơn, bao vây nó, nhốt trong nó, xây thêm cho nó một cái thành ở phía ngoài nữa để nó không có đột phá, nó không hoạt động được, hoặc là không đột động. Mà nếu mà nó hoạt động thì nó chỉ có một số ít thôi, nó không có toàn tàn phá chúng ta nhiều, nó không có lỡ bự lên cho chúng ta được. Rồi cái thứ nhì là tôi trước đây đã chích rồi, bây giờ có chích lại hay không? Nếu quý vị đã chích lại cái cũ thì nên chích lại cái mới nha. Cái mới là loại hai loại mới đây. Trong vòng 5 năm vừa đây hầu hết quý ta chích loại mới hết, loại cũ đã bỏ rồi, nó gọi là Zostavax, đã không có ai chích nữa rồi. Bây giờ nó gọi Shingrix, cái loại mới nó tên là Shingrix, từ cái chữ single tiếng Mỹ, còn tiếng Việt chúng ta gọi là zona nha quý vị. Thì thưa bác sĩ, có lẽ là cái câu hỏi này một chút nữa bác sĩ sẽ quay lại giải thích thêm một chút xíu. Còn bây giờ thì xin quý vị đừng có rời màn hình. Sau một vài thông tin thương mại thì chúng tôi sẽ quay trở lại.